đội trưởng tuyển bóng chuyền Hàn Quốc choáng váng vì Bích Tuyền. Thủ quân tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc Kang Seo-hwai không thể tin Bích Tuyền có thể ghi tới 32 điểm để giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ngược Israel 3-2 ở VTV Cup 2024. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước câu lạc bộ Israel, Hàn Quốc, tuy nhiên màn tỏa sáng của Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Phạm Thị Hiền giúp chủ nhà có màn lội ngược dòng ngoạn mục thắng 3-2. Ở trận đấu này, Bích Tuyền là vận động viên ghi điểm nhiều nhất, lên tới 32 điểm, hơn ngoại binh Nikolova của đối thủ 2 điểm. Bên cạnh Bích Tuyền, cặp phụ công Nguyễn Trinh và Phạm Hiền cũng có một trận đấu hay. Nguyễn Trinh ghi được 13 điểm trong khi Phạm Hiền có cho mình tới 4 điểm chắn thành công. Màn trình diễn của Bích Tuyền khiến Kang Seo-hwai và các đồng đội bên phía Israel phải lắc đầu ngao ngán. Kang Seo-hwai chính là thủ quân tuyển bóng chuyền Hàn Quốc. Sau mỗi set thua trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, số 97 liên tục nhắc nhở các đồng đội phải bám chắn tốt hơn để ngăn cản những pha dứt điểm uy lực của Bích Tuyền. Dù vậy, các cô gái đội bóng đến từ Hàn Quốc không thể ngăn cản một trận đấu bùng nổ của Bích Tuyền. Câu lạc bộ Israel chấp nhận trận thua ngược 2-3 và đây cũng là thất bại đầu tiên của họ tại VTV Cup 2024. Dù thua nhưng Israel vẫn rất đáng khen ngợi khi chơi tấn công ấn tượng. Đặc biệt tay đập ngoại binh Nikolova sở hữu những pha phát bóng ăn điểm trực tiếp. Tay đập này khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhiều lần bị đứng hình với những cú bật cao phát bóng cực uy lực và hiểm hóc. Sau Bích Tuyền, cô chính là người chơi xuất sắc thứ hai trong trận đấu tối ngày 25 tháng 8.